Hello, xin chào tất cả em là Điều Chơi Lộ, tôi nha, ok. Thì hôm nay tiếp tục với tựa game Quyết Tâm Mơ. Thì tôi sẽ review cho anh em và tiếp tục cái series Sandbox nha anh em. Ok, thì không nói nhiều nữa, tôi sẽ ở đây để mua con vật đi săn này. Hôm nay tôi sẽ dùng khủng long nha. Tôi mua tất luôn nha, đủ 30 con luôn anh em ạ, đủ 30 con luôn. Đó, rồi nha, tôi sẽ xem mắt bao luôn này. Không biết nào có săn nổi không em ạ. Dạo này bận rộn công việc cho nên là chơi game nó rất là thọt. Anh em nhìn nát tôi bây giờ nhìn trông rất thọt luôn. Dạo này công việc bận rộn mệt mỏi cho nên là không làm video thường xuyên cho anh em được, anh em thông cảm nha. Đi làm về rất là mệt anh em ạ. Tôi nhiều hôm về mệt nhưng cố gắng làm cho anh em được 3 video ấy. Nhưng mà hôm sau có hôm thì công việc nó nhiều quá ấy, không có thời gian mà làm luôn anh em ạ. Đấy, em có thể thông cảm với tôi nha. Tôi sẽ cố gắng cái lúc là rảnh rỗi là tôi sẽ làm video cho anh em xem. Công việc cho là nhiều anh em ạ. Thời gian làm một ngày cứ đủ 12 tiếng cho nên là rất là mệt. Ui đông quá, tôi sẽ cố gắng chạy thật nhanh nha. Ôi giời, nó rỉa sợ quá nhá, nó rỉa sợ quá. Bao nhiêu em đến nơi biết là còn lại bao nhiêu em anh em ạ. Tôi sẽ hồi máu nha. Đã xong, giờ tôi sẽ vào luôn này. Để lâu đêm dài lắm mộng anh em ạ. Tôi sẽ vào luôn này. Không biết nào săn được không anh em ạ. Nó rất là trâu. Cố lên hộ anh cái. Đó thì khả năng có khi là tôi sẽ săn được rồi anh em ạ. Ok nha, tôi đã săn được anh em ạ. Đó. Thì bây giờ lực lượng tôi cũng không còn nhiều nữa. Thì có lẽ là video tôi đến đây là kết thúc nha anh em. Thì tôi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ video tôi. Thì hẹn anh em ở những video tiếp theo của tôi nha. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ channel tôi nha. Ok, bye bye anh em.